Cô chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với bài giảng sinh học 7 hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 5 trùng biến hình và trùng dày. Trong bài 5 này các em sẽ được tìm hiểu các nội dung chính như sau. Gồm có phần 1 là trùng biến hình, phần 2 là trùng dày. Thì trùng biến hình các em được tìm hiểu về cấu tạo và di chuyển. 2 là dinh dưỡng, 3 là sinh sản. Trùng dày các em cũng được tìm hiểu về cấu tạo. Tuy nhiên trong phần này các em được dẫn tải chỉ học về trọng tâm nội dung chính. Về phần 2 nhỏ là dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng lệnh tam giác trang 22 được dẫn tải nên trong bài cô không đề cập tới. Phần 3 là sinh sản. Chúng ta tìm hiểu phần 1 La Mã trùng biến hình trước. Bây giờ các em quan sát hình và kết hợp thông tin có trong sách giáo khoa trả lời câu hỏi cho cô. Trùng biến hình là đại diện của lớp gì? Các em trả lời được. Trùng biến hình là đại diện tiêu biểu của lớp trùng chân giả. Vậy tại sao là trùng chân giả? Thì lát nữa chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Tiếp tục cho cô biết, trùng biến hình sống ở đâu? Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù và các hồ nước lạnh. Giống như mặt hồ trên màn hình các em thấy có ván nước xanh xanh, thường ở trong bùn các em sẽ thấy được. Khi quan sát dưới kính hiển vi, điện tử sẽ thấy rõ đó, trùng biến hình. Và kích thước của trùng biến hình rất là nhỏ, từ 0,01mm đến 0,05mm. Chúng ta tìm hiểu phần 1 nhỏ về cấu tạo và di chuyển. Các em quan sát hình 5.1, đây là hình về cấu tạo cơ thể của trùng biến hình. Quan sát thật kỹ hình. À, chúng ta thấy rằng là trùng biến hình này nó là động vật đơn bào, có cấu tạo rất là đơn giản, là đơn bào, tức là chỉ có một tế bào, gọi là động vật đơn bào. Vậy thì quan sát là kỹ hình, hãy mô tả cấu tạo của trùng biến hình cho cô. Các em mô tả từ số 1 đến số 5. Trùng biến hình thì chúng ta thấy gồm có một, đây là nhân, hai, đây là cái chất nguyên sinh, chất nguyên sinh như các em, và ba là chân giả, bốn là không bào co bóp, năm là không bào tiêu hóa. Đây là cấu tạo điển hình của trùng biến hình. Rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi hình trong sách giáo khoa hình 5.1 và cho cô biết trùng biến hình di chuyển như thế nào, để các em nắm rõ hơn phần này. Khi mô tả thì cô cho các em xem đoạn phim sau. Đây là trùng biến hình, thì các em theo dõi các em thấy là khi di chuyển thì cái chất nguyên sinh ở bên trong của cơ thể trùng biến hình nó sẽ có hiện tượng như thế nào. Các em quan sát vào cái hình ảnh trùng biến hình nó đang di chuyển thì các em sẽ nhận ra rằng trùng biến hình này nó có hình dạng có cố định hay không, hay là luôn luôn thay đổi. Vậy thì chúng ta thấy là trùng biến hình di chuyển như thế nào? Chắc các em cũng trả lời được đúng không? Trùng biến hình di chuyển được đó là nhờ cái dòng chất nguyên sinh nó dồn về một phía. Và dồn về một phía cho nên các em sẽ thấy nó có những cái chân giả mọc ra. Thì cơ thể chúng luôn luôn biến đổi hình dạng. Do đó người ta gọi đó tên là trùng biến hình. Đó là hình dạng luôn thay đổi. Rồi, tiếp tục. Chúng ta
ta theo dõi phần 2 nhỏ là tìm hiểu về dinh dưỡng của thùng điển hình. Thì cô cho các em xem đoạn phim về thùng điển hình tiếp cận thức ăn như thế nào để chúng ta theo dõi thật kỹ để làm bài tập sau. Đây các em quan sát ha. Khi mà thùng điển hình tiếp cận được con mồi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái trùng chất nguyên sinh đi dồn vào, tức là cái chân giả nó sẽ lập tức tiếp cận con mồi và hình thành chân giả. Mồi thức ăn của trùng biến hình đó là bao gồm có vi cơ và vi khuẩn như là tảo. Phim xong, các em trả lời cho cô câu hỏi, mô tả lại cái quá trình bắt mồi của trùng điển hình bằng cách ghi số thứ tự vào ô trống cho đúng. Thì các em quan sát, các em thấy số thứ tự ở đây trên hình là người ta sắp xếp không theo thứ tự đầu tiên, thứ tự cuối cùng. Thì các em sẽ sắp xếp này cho phù hợp với nội dung cô gợi ý trên màn hình. Thứ nhất, với những cái nội gợi ý như sau. Thứ nhất là lập tức hình thành chân giả thứ hai bay lấy mồi. Nội dung thứ hai, khi chân giả tiếp cận mồi tạo vi khuẩn vùng hữu cơ. Thứ ba, không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa. Thứ tư, hai chân giả kéo dài nút mồi vào sâu bên trong chất nguyên sinh. Nhiệm vụ của các em bây giờ đánh số phù hợp theo thứ tự từ 1 tới 4. Rồi, cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng theo thứ tự giống với đáp án của cô. Một là khi chân giả tiếp cận mồi thì ngay lập tức hình thành chân giả thứ hai để vây lấy mồi. Và thứ ba đó là không bào tiêu hóa tạo thành, nó sẽ bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ cái dịch tiêu hóa bên trong. Và thứ tư đó là hai chân giả kéo dài nút mồi vào sâu trong chất nguyên sinh nghệ thuật. Rồi bây giờ các em dựa vào thông tin phần 2 nhỏ trang 20-21 sách giáo khoa trả lời cho cô một số kiến thức sau. Thứ nhất, các em hiểu thế nào là tiêu hóa nội bào? Tiêu hóa nội bào tức là tiêu hóa thức ăn ở bên trong tế bào, tôi gọi là tiêu hóa nội bào. Rồi, câu số 2, việc trao đổi khí ở trùng điển hình được diễn ra như thế nào? Này, thông tin có các em nghiên cứu thông tin trả lời giúp cô. Sự trao đổi khí ở trùng điển hình được diễn ra là được thực hiện là thông qua bề mặt của cơ thể, tức là sự trao đổi khí lấy oxy và thải khí carbonic thực hiện qua bề mặt cơ thể của trùng điển hình. Câu số 3, nước và các chất không cần thiết cho cơ thể trùng điển hình thì được xử lý như thế nào? Tức là sau khi thụ thức ăn
không cần thiết và nước được trùng biến hình xử lý như thế nào? Đáp án đó là cái nhờ mà không bào co bóp, nó sẽ thải cái nước thừa và các chất không cần thiết thải trực tiếp qua màng tế bào, nên là nhờ vào không bào có co bóp. Các em được tìm hiểu qua phần 3 nhỏ là sinh sản. Đây các em quan sát hình và kết hợp với thông tin trả lời câu hỏi cho cô. Trùng biến hình sinh sản như thế nào? Trùng biến hình sinh sản vô tính theo thức phân đôi cơ thể. Tức là khi gặp điều kiện thuận lợi các em về thức ăn hay là nhiệt độ thì trùng biến hình sẽ sinh sản. Đây là hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể. Thứ nhất đầu tiên là từ một tế bào ban đầu. Thì các em thấy rằng là nhân nó sẽ phân chia, tiến hành phân chia. Và nhân phân chia trước, sau đó chất tế bào nó sẽ phân chia. Và cuối cùng là hình thành ra hai tế bào mới. Và đây là cái hình thức sinh sản vô tính của trùng biến hình. Các em chốt lại nội dung kiến thức phần 1 La Mã. Thì trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao tù hay hồ nước lặng. Về cấu tạo và di chuyển thì về cấu tạo cơ thể đơn bào, kích thước hiển vi, cấu tạo đơn giản nhất. Về hình dạng là luôn luôn biến đổi. Di chuyển thì di chuyển bằng chân giả. Về dinh dưỡng thì trùng biến hình bắt mồi bằng chân giả, tiêu hóa nội bào là nhờ không bào tiêu hóa, rồi trao đổi khí qua màng cơ thể, bài tiết là nhờ không bào co bóp. Về sinh sản thì trùng biến hình sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể. Các em chốt nội dung chính và ghi vào vở nha. Các em tìm hiểu qua phần 2 La Mã là trùng dày. Thứ nhất, tìm hiểu về cấu tạo của trùng dày. Các em quan sát hình, đây là hình ảnh của trùng dày. Thì cái hình, nhìn vào hình thì các em thấy hình dạng của trùng dày giống như là cái đế của chiếc giày, đúng không nào? Thì các em quan sát hình và kết hợp với thông tin có trong sách giáo khoa cho cô biết trùng dày là đại diện của lớp gì? Trùng dày là đại diện của lớp trùng cỏ. Trùng dày, tế bào nó của trùng dày nó đã phân hóa thành nhiều bộ phận hơn và mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng nhất định. Vậy so với trùng biến hình thì trùng dày tế bào đã phân hóa thành nhiều bộ phận hơn, nó tiến hóa hơn so với trùng biến hình. Các em tiếp tục quan sát thật kỹ về hình dạng cấu tạo của trùng dày kết hợp với thông tin có trong sách giáo khoa. Hãy mô tả cấu tạo của trùng dày bằng cách ghi chú thích. Các em chú thích từ số 1 đến số 7 về cấu tạo của trùng dày. Chắc các em cũng đã ghi nhớ được cấu tạo của trùng dày. Phần số 1 các em quan sát kỹ. Đây là nhân nhỏ màu xanh đó ha. Và nhân lớn là số 2. Số 3 các em nhìn kỹ cái phần số 3. Số 3 này là miệng nha các em. Số 4 này là hầu, miệng rồi tới hầu. Và số 5 là không bào tiêu hóa. Ô xanh tròn. Và thứ 6 đây là lỗ thoát. Thứ 7 các em để ý số 7, phần đầu và phần đuôi của trùng dày. Số 7 này được gọi là không bào co bóp. Các em tìm hiểu qua phần 2 nhỏ dinh dưỡng. Tiếp tục quan sát hình và nghiên cứu thông
thông tin có trong sách giáo khoa trả lời cho cô các câu hỏi sau. Thứ nhất, thức ăn của trùng dày là gì? Các em đã có câu trả lời rồi đúng không? Thức ăn của trùng dày đó là vi khuẩn, vùng hữu cơ. Tiếp tục câu hỏi số 2. Em hãy trình bày đường đi của thức ăn trong cơ thể trùng dày. Thì để trả lời được câu hỏi này, các em theo dõi kỹ hình có trong sách giáo khoa. Cái đường màu đỏ các em sẽ mô tả được. Rồi, các em nhìn lên màn hình. Đây là đường đi của thức ăn. Các em theo dõi nhé. Vậy thì chúng ta thấy là thức ăn vào lỗ miệng đó là nhờ lông bơi. Lưu ý ha, thức ăn được vào lỗ miệng là nhờ lông bơi. Vì thức ăn này khi vào lỗ miệng nó sẽ theo vào hầu rồi đến không bào tiêu hóa. Và tại đây không bào tiêu hóa nó sẽ có nhờ có enzyme nó biến thức ăn thành chất dinh dưỡng. Và phần này các em cũng thấy rằng là nó có bước tiến hóa hơn so với trùng điển hình. Bởi vì sau khi hấp thụ được chất dinh dưỡng thì những cái chất không cần thiết được thải ra ngoài qua lỗ thoát. Đây là lỗ thoát. Vậy thì so với trùng điển hình thì trùng dày các em cũng thấy rằng là cái quá trình tiêu hóa thức ăn cũng như thải bã là nó phức tạp hơn so với trùng điển. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, tìm hiểu về sinh sản. Thì các em nhìn lên màn hình, đây là trùng dày. Và các em kết hợp thông tin có trong sách giáo khoa trình bày cho cô. Trùng dày sinh sản bằng những hình thức nào? Rồi, chắc các em đã trả lời được câu hỏi, phải không nào? Có hai hình thức sinh sản ở trùng dày. Đó là sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. Thứ hai là sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang. Như vậy cái hình thức sinh sản vô tính giống như là ở trùng biến hình, nhưng trùng dày là theo chiều ngang, phân đôi theo chiều ngang. Thì các em theo dõi xem phân đôi theo chiều ngang là các trùng dày sinh sản như thế nào. Các em xem đoạn phim. Rồi, như vậy các em thấy đây là cái hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang của cơ thể. Chốt kiến thức nội dung phần 2 La Mã ghi vào vở nhé. 1. Cấu tạo. Thì trùng dày có cấu tạo đơn bào, đã phân hóa thành nhiều bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hầu. Mỗi bộ phận đảm nhiệm một chức năng sống nhất định. 2. Dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì trùng dày thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng và nhờ enzyme tiêu hóa thức ăn. Chất thải được loại ra qua lỗ thoát. 3. Sinh sản. Trùng dày có hai cách sinh sản. Thứ nhất là sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang. 2. Là sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. Các em ghi nội dung chính vào vở nhé. Các em đã học xong kiến thức nội dung của bài học hôm nay. Để kiểm tra kiến thức mà các em đã học như thế nào, cô có hai câu hỏi trắc nghiệm. Các em lựa chọn câu trả lời đúng nhất nhé. Câu số 1, trùng biến hình và trùng dày sinh sản như thế nào? A. Cả hai chỉ có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể. B. Cả hai đều có hình thức sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. C.
C, cả hai đều có hình thức sinh sản vô tính, nhưng trùng dày có thêm hình thức sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. D, chỉ trùng biến hình còn có thêm hình thức sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp. Các em chọn được đáp án nào rồi? À, cô chúc mừng bạn nào có đáp án chính xác. Câu hỏi số 2. Trùng biến hình và trùng dày, động vật nào có cấu tạo giống động vật đa bào hơn? A, trùng biến hình. B, trùng dày. C, không động vật nào giống. D, cả hai động vật này đều giống. Các em đã lựa chọn được đáp án đúng rồi đúng không? À, xin chúc mừng bạn nào có đáp án đúng. Vậy là các em đã hiểu bài tốt. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Các em nhớ viết bài 5 vào vở, học bài 5 và đọc.